Sáng 12 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, ngày 11 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ, giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đánh giá đồng chí Hoàng Quốc Việt là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản và có quá trình công tác tại nhiều vị trí ở cấp sở, ngành và địa phương. Trải qua quá trình công tác đã được các cấp đánh giá, ghi nhận và đặc biệt được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận. Trên cương vị mới, mong đồng chí Hoàng Quốc Việt tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác của mình cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.